Thật lạ lùng thay, hôn lễ ban đầu nguyên chi Chúa Cha nhiệm màu. Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền, tơ tóc kết xe linh huyền. Xương thịt do Chúa liên hiệp chi chi, ân ái trăm năm trọn nghi. Hậu tự nhiều như các biển sao trời, vinh hiến Chúa Cha đời đời. Kia Cana xưa hôn lễ lạ lùng, vui có Chúa Con giữ cùng. Tiếng Bồ Đào kia chung hướng ơn hồng, ai nấy chén vui thêm nồng. Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây, ban phước cho đôi bạn này. Đồng đồng tạc đi non nước một lời, vinh hiến Chúa Con đời đời. Lời vang còn ghi hôn lễ đạo thường, do chính Thánh Linh dạy tường. Chồng đầu vợ thân yêu kính một niềm, khi nắng lúc mưa không hiền. Christ và Hội Thánh tương hiệp tương thông, chân lý kia gương vợ chồng. Chồng vợ ngày nay vâng giữ như lời, vinh hiến Thánh Linh đời đời. Mừng giờ thành hôn reo khúc kim cầm, nay hối thánh ta nguyện thầm. Lạy Ngài rồi ơn đôi lứa ngày ngày, vinh hiến Chúa ba ngồi dày. Ăn ở soi sáng tin lành nơi nơi, bông trái như sao trên trời. Tân hội tiệc chiên trên khoáng không đầy, chung hương sương ca vui vầy. Thật lạ lùng thay, hôn lễ ban đầu nguyên chi Chúa Cha nhiệm màu. Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền, tơ tóc kết xe linh huyền. Xương thịt do Chúa liên hiệp chi chi, ân ái trăm năm trọn nghi. Hậu tự nhiều như các biển sao trời, vinh hiến Chúa Cha đời đời. Kia Cana xưa hôn lễ lạ lùng, vui có Chúa Con giữ cùng. Tiếng Bồ Đào kia chung hướng ơn hồng, ai nấy chén vui thêm nồng. Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây, ban phước cho đôi bạn này. Đồng đồng tạc đi non nước một lời, vinh hiến Chúa Con đời đời. Bên nhà gái đang tiến về nhà trai để đón rể nha các bạn. Đây các bạn, một nét đẹp trong đám cưới của người người chiên ở Lâm Đồng nha các bạn. Đây các bạn, mọi người đều đi bộ xuống nha các bạn. Đây, cô dâu của ngày hôm nay. Đây,
Mọi người đang đi bộ xuống nha các bạn. Ở dưới này vui lắm các bạn. Cổng để chuẩn bị đón rể nha các bạn. Đây các bạn. Đây các bạn, con châu chú rể của ngày hôm nay đang đứng ở dàn bên nhà trai nhé các bạn. Đây là một nét đẹp trong đám cưới của người Chin ở Lâm Đồng nha các bạn. Đấy, đấy. Thì bên tay phải của mình là bên nhà gái nhé các bạn. Còn bên này là bên nhà trai. Đây, cô châu chú rể ngày hôm nay. Đây cậu. Đây là bên bố mẹ cô dâu chú rể nha các bạn, đang chụp hình kỷ niệm tại nhà trai để chuẩn bị đi vào làm lễ trong nhà thờ nha các bạn. Đây cô dâu chú rể chuẩn bị tiến vào nhà thờ. Đây các bạn. Dạ ya. Không chịu cười á. Đúng rồi. Đây các bạn, chuẩn bị tiến vào nhà thờ để làm lễ nha các bạn. Mời mọi người cùng theo chân cô dâu chú rể để làm lễ trong nhà thờ. Nắm tay nhau đi cho đẹp. Nắm tay nhau đi cho đẹp. Khung cảnh đẹp, trời đẹp, cô dâu chú rể đẹp các bạn. Đây,
đường lên nhà thờ các bạn rất là dốc, chưa phải quốc bộ lên nhà thờ một đoạn rất là dốc. Đấy. Đây các bạn thấy không, chắc phải lên dốc kia. Đây các bạn, mọi người rất là đông các bạn nha, hôm nay phải làm lễ trong nhà thờ. Thật lạ lùng thay hôn lễ ban đầu, nguyện chi Chúa Cha nhiệm màu. Từ vườn Ê-đen muôn thuở lưu truyền, tơ tóc kết xe linh huyền. Xương thịt do Chúa liên hiệp chi chi, ân ái trăm năm trọn nghi. Hậu tự nhiều như các biển sao trời, vinh hiến Chúa Cha đời đời. Kia Cana xưa hôn lễ lạ lùng, vui có Chúa con giữ cùng. Tiếc Bồ Đào kia chung hướng ơn hồng, ai nấy chén vui thêm nồng. Hôm nay xin Chúa vui ngự lâm đây, ban phước cho đôi